Cứ đến gần Tết Trung Thu, phố Cầu Đất, Hải Phòng, nơi tập trung nhiều thương hiệu bánh nướng nổi tiếng của đất cảng lại trở nên đông đúc, nhộn nhịp cảnh người mua kẻ bán. Nhiều người dân cho biết họ phải dậy từ 3-4 giờ sáng để xếp hàng mua bằng được những cặp bánh trung thu ngon nước tiếng cho bạn bè người thân. 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, khi cửa hàng bánh Đông Phương ở đường Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, chưa đến giờ mở cửa, hàng trăm người đã đứng xếp hàng, chờ lấy số mua các loại bánh phục vụ dịp Tết Trung Thu. Tuy nhiên theo tiết lộ từ những người đang đứng xếp hàng, họ phải đi từ 4-5 giờ mới có được chỗ đứng gần cánh cửa và có được số. Nhiều người xếp hàng tới 2-3 lần, không quản nắng mưa, thậm chí không mua được bánh nhưng vẫn không bỏ cuộc. Những người đến muộn hơn chưa có được số, vẻ sốt ruột hiện lên trên gương mặt nhiều người. Thực trạng này năm nào cũng tái diễn bởi bánh Đông Phương được nhiều người đánh giá cao về chất lượng. Rất nhiều người ở các địa phương như là Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh đã nhờ người thân ở Hải Phòng mua những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống nước tiếng đất cảng. Theo ghi nhận, trong những người đang xếp hàng có cả trẻ em được người lớn bế theo, trẻ gục trên vai phụ huynh. Nhiều người vây quanh người đã có được số thẻ để hỏi cách lấy được số cũng như thứ tự để biết khi nào bản thân được gọi vào mua bánh. Bây giờ, khi cánh cửa hiệu bánh Đông Phương mở ra, từng người theo số thứ tự cầm trên tay được gọi vào để mua bánh. Lúc này là cảnh tượng, bên trong chen chen xếp hàng, bên ngoài cũng nối hàng dài trên đường cầu đất. Những người mua được bánh tay sách nách mang ra khỏi cửa hàng, sau họ vẫn là dòng người, mỗi lúc một đồng. Theo ghi nhận, bánh trung thu của Đông Phương có nhiều vị, có bánh giá lên tới tiền triệu.